Thưa quý vị, hai từ đổi mới được nhắc tới như một kỳ tích ở Việt Nam suốt hơn 30 năm qua. Thành công của sự nghiệp mang tính cách mạng này được bắt đầu khi Đại hội 6 của Đảng phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc thực hiện đường lối đổi mới. Quyết tâm đổi mới đã thể hiện ngay trong quá trình chuẩn bị Đại hội 6, và người đặt nền móng cho quá trình rất quan trọng này là Tổng Bí thư Trường Chinh. Đồng chí Trường Chinh sinh ngày 9 tháng 2 năm 1907 tại làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư Trung ương Đảng các khóa 2 từ tháng 5 năm 1941 đến tháng 10 năm 1956, khóa 5 từ tháng 7 năm 1986 đến tháng 12 năm 1986. Đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh nổi tiếng cẩn thận, chỉn chu, cầu toàn trong mọi việc, mọi hoạt động quản lý, điều hành, chỉ đạo công việc quản lý nhà nước, đến việc viết sách và quan tâm đến các lĩnh vực dân sinh. Từ trước Đại hội 6 của Đảng, Tổng Bí thư Trường Chinh đã nhận thấy sự cấp bách của đất nước cần đổi mới. Đó là thời điểm thật ngặt nghèo của đất nước. Bối cảnh quốc tế là các nước bao vây cấm vận nước ta. Liên Xô và Đông Âu bắt đầu cải cách mở cửa nên cắt giảm viện trợ. Đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội nặng nề. Nền kinh tế vận hành thiếu năng động, kém hiệu quả. Đời sống nhân dân đói nghèo, với những người sống trong hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ mới thấu hiểu hết giá trị của đổi mới. Đồng chí Trường Chinh là một con người luôn luôn là suy nghĩ, luôn luôn là sáng tạo. Thấy bất cứ một cái việc gì đấy mà nó trì trệ, mà nó không đem lại hiệu quả, thì đồng chí đều đi tìm nguyên nhân tại sao. Từ những chuyến đi khảo sát thực tế sinh động và quyết tâm tự đổi mới mình, đổi mới Đảng, tại các hội nghị Trung ương 6, 7, 8, 9, khóa 5, những phát biểu tâm huyết của Tổng Bí thư Trường Chinh đã gây tiếng vang trong cả nước. Người dân truyền tay nhau đọc những tâm tư, nguyện vọng, những trăn trở, suy tư của cán bộ, đảng viên, của quần chúng nhân dân trong bao lâu không nói ra được, thì lúc này nhờ những quan điểm đổi mới, những phân tích sâu sắc của Tổng Bí thư Trường Chinh đã nói thay cho họ. Bác bắt đầu với việc đổi mới của mình bằng những chuyến đi thực tế và bác tiếp cận với bà con, bởi vì bác có căn dặn các đồng chí lãnh đạo phải mạnh dạn đổi mới trong cái cơ chế quản lý như thế nào. Thế rồi bác dặn là phải phát huy sức mạnh của nhân dân, lấy sức mạnh của quần chúng và phải vận động được bà con là sản xuất trên cái nền tảng đất đai hiện có của địa phương như thế, phát huy truyền thống giỏi thâm canh. Bằng lý luận, phương pháp luận, nghiên cứu thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm, Tổng Bí thư Trường Chinh là người đã lát viên gạch đầu tiên để xây nên ngôi nhà đổi mới. Tổng Bí thư Trường Chinh đã cùng với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng hình thành tư duy đổi mới và xác lập đường lối đổi mới toàn diện tại Đại hội lần thứ 6 của Đảng. Nhờ đó mà những năm sau, đất nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng, ổn định về mọi mặt.